AVZ, giải bài tập full môn, soạn văn hay nhất, học livestream miễn phí, tương tác trực tiếp với giáo viên hàng đầu. Vào thư viện app, tải ngay AVZ. Xin chào tất cả các con học sinh yêu quý. Hôm nay cô giáo và các con lại đồng hành cùng với nhau ở bài số 3, đại lượng tỷ lệ nghịch, được chưa nào? Ở tiết trước thì chúng ta đã được học về đại lượng tỷ lệ thuận và một số bài toán liên quan đến đại lượng tỷ lệ thuận. Vậy thì hôm nay chúng ta học về đại lượng tỷ lệ nghịch. Định nghĩa đại lượng tỷ lệ nghịch như thế nào? Cô và các con cùng nhau theo dõi phần 1. Trước tiên, các con hãy quan sát cho cô hỏi 1. Hỏi 1 yêu cầu chúng ta là hãy viết công thức tính câu A. Cạnh Y, đơn vị là cm. Theo cạnh X, đơn vị cũng là x cm. Của hình chữ nhật có kích thước thay đổi nhưng luôn có diện tích bằng 12 cm², được chưa nào? Ở đây y và x là hai cạnh của hình chữ nhật, mà chúng ta đã biết công thức tính diện tích, được chưa nào? Công thức tính diện tích hình chữ nhật đó là tích của hai cạnh. Ở đây người ta yêu cầu là tính cạnh y theo cạnh x, vậy thì cô sẽ có là cạnh y thì bằng một cạnh, muốn tính một cạnh ta lấy diện tích, đúng nào? Diện tích ở đây người ta cho là 12 cm², chia cho cạnh x. Đây chính là công thức biểu diễn cạnh y theo cạnh x, được chưa nào? Câu B này, người ta yêu cầu là viết công thức tính lượng gạo y đơn vị kg trong mỗi bao theo x khi mà chia đều 500 kg vào x bao, được chưa nào? Có 500 kg gạo và người ta chia đều vào x bao thì mỗi bao của chúng ta sẽ có y kg. Vậy thì công thức tính y của chúng ta sẽ là y bằng tổng số kg là 500 chia cho số bao, ở đây là x, được chưa nào? Đây chính là công thức tính lượng gạo y. Câu C, người ta yêu cầu là viết công thức tính vận tốc v đơn vị km/h theo thời gian t, thời gian có đơn vị là giờ, của một vật chuyển động đều trên quãng đường 16 km, được chưa nào? Vậy thì công thức tính vận tốc theo thời gian và quãng đường, các con nhớ không? Chúng ta sẽ có công thức là gì nhỉ? S thì bằng V nhân T. Chính vì vậy muốn viết được công thức của vận tốc, cô sẽ có vận tốc là V thì bằng quãng đường, quãng đường ở đây là 16 km, chia cho thời gian là T, được chưa nào? Đây chính là công thức biểu diễn vận tốc theo thời gian và quãng đường. Các con quan sát cho cô, ở cả ba công thức này chúng ta đều thấy là có một cái điểm chung. Ở đây cô có y thì bằng 12 phần x, tức là bằng một cái số đã biết này, chia cho x, được chưa nào? Câu B của cô cũng vậy, y thì bằng 500 chia x. Câu C của cô là bằng v thì bằng 16 chia t, được chưa nào? Vậy thì chúng ta đều có một cái điểm chung như này. Đó chính là cô sẽ viết cái công thức chung, y thì bằng a chia cho x. Trong đó a là một hằng số đã biết, được chưa nào? Khi này thì người ta nói rằng y và x là hai đại lượng tỷ lệ nghịch ở câu A và câu B. Và câu C thì người ta nói rằng v và t là hai đại lượng tỷ lệ nghịch. Vậy thì định nghĩa cụ thể như thế nào? Chúng ta sang phần tiếp theo. Người ta nói rằng nếu như đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức là y bằng a nhân a phần x, thì hay là y nhân x bằng a, trong đó a là một hằng số khác không, thì ta nói rằng y và x là hai đại lượng tỷ lệ nghịch với nhau theo hệ số tỷ lệ là a, được chưa nào? Người ta nói rằng y tỷ lệ nghịch với x theo hệ số tỷ lệ là a. Các con quan sát này, cô sẽ có cái công thức biểu diễn ở đây là y bằng a trên x hoặc là y nhân x thì bằng a, được chưa? Ở cái công thức này này, ở công thức này y và x có vai trò tương đương với nhau, được chưa nào? Y và x có vai trò tương đương với nhau, tức là chúng ta đổi vị trí của x và y thì nó sẽ không thay đổi, được chưa nào? Chúng ta quan sát và làm cho cô hỏi sau. Hỏi 2 yêu cầu này, cho biết y tỷ lệ nghịch với x theo hệ số tỷ lệ là -3.5. Hỏi rằng x tỷ lệ nghịch với y theo hệ số tỷ lệ nào, được chưa nào? Vậy thì
y tỷ lệ nghịch với x theo hệ số tỷ lệ là -3.5 thì người ta sẽ biểu diễn được y theo x như sau. Có phải là y thì sẽ bằng -3.5 phần x, đúng chưa nào? -3.5 phần x. Thế thì lúc này người ta hỏi rằng x tỷ lệ nghịch với y theo hệ số tỷ lệ nào, thì chúng ta bắt buộc phải đi biểu diễn x theo y. Biểu diễn x theo y. Ở đây cô sẽ suy ra được là x thì bằng, x thì sẽ bằng -3.5 phần y, được chưa nào? X bằng -3.5 phần y. Lúc này chúng ta sẽ kết luận được rằng là x tỷ lệ nghịch với y theo hệ số tỷ lệ là -3.5, được chưa nào? -3.5. Hệ số tỷ lệ đây giống nhau. Ok. Ở đại lượng tỷ lệ nghịch chúng ta đã biết về định nghĩa đúng không nào? Chúng ta sẽ biểu diễn theo cái công thức là y bằng a phần x hoặc là y nhân x bằng a. Thì hai đại lượng này sẽ là hai đại lượng tỷ lệ nghịch. Vậy thì chúng có cái tính chất như thế nào? Chúng ta chuyển sang phần 2 nhỏ, tính chất. Để tìm hiểu phần 2 tính chất, các con cùng quan sát hỏi 3 và thực hiện hỏi 3 cho cô nhá. Hỏi 3 yêu cầu này, cho biết hai đại lượng x và y tỷ lệ nghịch với nhau. X, y, x nhân y theo bảng này, được chưa nào? X1 thì bằng 2, y1 bằng 30, x2 bằng 3, y2 bằng hỏi chấm, tương tự, được chưa nào? Ở câu A người ta yêu cầu các con là tính hệ số tỷ lệ. Câu B, thay mỗi dấu hỏi chấm trong bảng trên bằng một số thích hợp, chúng ta tính để thay vào. Câu C, có nhận xét gì về tích hai giá trị tương ứng x1 nhân x nhân y1, x2 nhân y2, x3 nhân y3, x4 nhân y4 của x và y, được chưa nào? Để làm được bài toán này, chúng ta nhớ lại phần định nghĩa. Chúng ta sẽ có, khi mà người ta cho x và y là hai đại lượng tỷ lệ nghịch với nhau, thì chúng ta sẽ viết được công thức, có một công thức tỷ lệ nghịch, đó chính là gì nhỉ? Y thì bằng a phần x hoặc là y nhân x thì bằng a. Trong đó a được gọi là hệ số tỷ lệ, đúng nào? Thế thì chúng ta có thể tính ngay được câu a, yêu cầu tìm hệ số tỷ lệ, tức là a đây, được chưa nào? A của chúng ta sẽ bằng, trên cột chúng ta có những giá trị nào nhỉ? X1 và Y1, được chưa nào? A thì bằng X1 nhân Y1. Ở đây chúng ta có số sẵn rồi, thay vào là 2 x 30. Kết quả A bằng 60, được chưa? Sang câu B này, thay mỗi dấu hỏi chấm trong bảng trên bằng một số thích hợp. Các con tính cho cô nhá. Hỏi chấm ở đây là x2 nhân y2 và y2, được chưa nào? Thế thì lúc này muốn tính được y2, cô dùng công thức là y bằng a trên x. Ở đây tương ứng chỉ số là y2 thì bằng a trên x2. Lúc này cô sẽ đi thay số. A cô tính được là bằng 60, được chưa nào? X2 đề bài chúng ta cho bằng 3, thay 3 vào. Chúng ta sẽ tính được y2 là bằng 60 phần 3 là 20. Chúng ta dễ dàng điền được dấu hỏi đây là 20, được chưa nào? Và x2 nhân y2 của chúng ta thì bằng hệ số tỷ lệ là a, tức là chỗ này là 60, được chưa nào? Tương tự ở câu x3, y3, chúng ta đã được biết định nghĩa hai đại lượng tỷ lệ nghịch qua phần 1 nhỏ. Vậy thì hai đại lượng tỷ lệ nghịch có tính chất như thế nào? Cô và các con cùng tìm hiểu phần 2, tính chất. Trước tiên các con quan sát cho cô hỏi 3. Hỏi 3 yêu cầu này, cho biết hai đại lượng x và y tỷ lệ nghịch với nhau theo một cái bảng như thế này, được chưa nào? Câu A yêu cầu tìm hệ số tỷ lệ. Câu B yêu cầu là thay mỗi dấu hỏi chấm trong bảng trên bằng một số thích hợp. Câu C, có nhận xét gì về tích hai giá trị tương ứng x1 nhân y1, x2 nhân y2, x3 nhân y3 và x4 nhân y4 của x và y, được chưa nào? Để tìm được hệ số tỷ lệ, chúng ta quay lại định nghĩa, được chưa nào? X và y được gọi là hai đại lượng tỷ lệ nghịch với nhau nếu như chúng biểu diễn với nhau theo một công thức là y thì bằng a phần x hoặc là x nhân y thì bằng a,
Được chưa nào? Và lúc này A thì gọi là hệ số tỉ lệ. Vậy thì dựa vào công thức này, chúng ta có thể tính được hệ số tỉ lệ ở câu A, được chưa nào? Chúng ta sẽ tính được hệ số tỉ lệ là A thì bằng x1 nhân y1. Bởi vì x1 và y1 ở trên bảng chúng ta đã biết rồi. Chúng ta thay này, 2 nhân 30 và tính được A là bằng 60, được chưa nào? Câu B, thay mỗi dấu hỏi chấm trong bảng trên bằng một số thích hợp. Dấu hỏi chấm thứ nhất các con quan sát này, ở vị trí y2, chúng ta muốn tính được y2 thì chúng ta sẽ dựa vào công thức này, được chưa? Y thì bằng A phần x. Lúc này cô sẽ thay các giá trị tương ứng ở đây là y2 thì sẽ bằng A phần x2. Lúc này chúng ta đi thay số, A là bằng 60, x2 trong bảng cho bằng 3, kết quả y2 sẽ bằng 20, được chưa nào? Chúng ta sẽ điền được kết quả đây là 20. Ở bên dưới dấu hỏi tiếp theo là x2 nhân y2. Các con thay này, x2 nhân y2 thì chúng ta sẽ được hệ số tỷ lệ là bằng 60, được chưa nào? X2 nhân y2 thì bằng hệ số tỷ lệ là 60. Tương tự chúng ta sẽ điền được x3 nhân y3 cũng bằng hệ số tỷ lệ A. Ở đây chúng ta sẽ điền được 60. Bên này x4 nhân y4 cũng bằng hệ số tỷ lệ A, điền được kết quả là 60. Tương tự chúng ta sẽ đi tính y3. Y3 thì sẽ bằng là A chia cho x3. Cô sẽ thay lấy 60 chia cho 4, được kết quả đây là 15, được chưa nào? Tương tự các con điền cho cô ở đây, 60 chia cho 5, kết quả của chúng ta sẽ được là 12, được chưa nào? Điền xong các dấu hỏi trong bảng. Sang câu C, có nhận xét gì về tích hai giá trị tương ứng x1 nhân y1? X1 nhân y1 của chúng ta là bằng A là bằng 60. X2 nhân y2 cũng bằng 60. X3 nhân y3, x4 nhân y4 đều bằng 60, được chưa nào? Thế thì chúng ta rút ra được cái nhận xét ở đây là x1 nhân y1 thì bằng x1 nhân y1 thì sẽ bằng, cô viết lên đây nhá, viết lại lên đây này. X1 nhân y1 thì bằng x2 nhân y2 bằng x3 nhân y3 bằng x4 nhân y4 và bằng 60. Trong bài toán tổng quát thì chúng ta sẽ có chỗ này là bằng hệ số tỷ lệ A, được chưa nào? Bằng hệ số tỷ lệ A. Thông qua hỏi 2 vừa xong, chúng ta có một cái nhận xét về tính chất như sau. Nếu như hai đại lượng tỷ lệ nghịch với nhau thì tích của hai giá trị tương ứng của chúng luôn không đổi. Nó sẽ luôn luôn bằng hệ số tỷ lệ. Ở hỏi 2 vừa nãy chúng ta là bằng 60, bằng A đấy, được chưa nào? Nhận xét thứ hai về tỷ số của hai giá trị bất kỳ của đại lượng này thì bằng nghịch đảo của tỷ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia. Câu này các con quan sát cho cô nhá, cô phân tích này. Tỷ số của hai giá trị bất kỳ của đại lượng này ở đây có thể là x hoặc là y. Ở đây cô sẽ xét là x đi, được chưa nào? Tỷ số của hai giá trị bất kỳ, hai giá trị bất kỳ. Ở đây cô sẽ có một cái tỷ số ví dụ như là x1 phần bất kỳ thì cô sẽ lấy là x3, được chưa nào? Của đại lượng này, tức là đại lượng x thì bằng nghịch đảo của này. Nghịch đảo thì chắc chắn là một phần đã, được chưa nào? Bằng nghịch đảo của tỷ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia. Ở đây đại lượng kia của cô là, đại lượng này đã là x rồi thì đại lượng kia sẽ là y. Thì lúc này cô sẽ có là 1 phần y1, được chưa nào? Tỷ số phần nghịch đảo của nó tức là 1 phần y3. 1 phần y3. Các con quay lại cái bảng của hỏi 2. Cái bảng của hỏi 2 ở đây thì các con sẽ nhận thấy cái điều này rõ này. X1 phần x3 ở đây cô sẽ có là 2 phần 4, được chưa nào? 2 phần 4 và sẽ bằng 1 phần y1. Cô sẽ tính 1 phần y1 ra đây. 1 phần y1 thì sẽ bằng là, tức là 1 phần 30 đấy, đúng không nào? 1 phần 30, được chưa? Bây giờ 1 phần y3, 1 phần y3
cô thay vào Y3 ở đây lúc nãy là tính được 15 thì sẽ là 1/15. Lúc này cô lấy hai cái chỗ này chia cho nhau, cô đem chia tỉ số cho nhau, được chưa nào? Cô đem chia thì có phải là 1/30, 1/30 chia cho 1/15, chúng ta sẽ có cái kết quả là bằng 15/30, được chưa? 15/30 ở đây của chúng ta sẽ là bằng 1/2. Chúng ta sẽ có cái tỉ số là x1/x3, x1/x3 ở đây, x1/x3 thì sẽ bằng là 2/4, được chưa nào? 2/4, 2/4 và 1/2 ở đây chúng bằng nhau. Đấy, đó chính là cái tính chất số 2 về tỷ số giữa hai giá trị bất kỳ của đại lượng này, được chưa nào? Chúng ta kết thúc phần kiến thức cơ bản ở đây. Qua hai cái bài chúng ta vừa học là bài đại lượng tỷ lệ thuận và đại lượng tỷ lệ nghịch thì cô giáo có một cái bảng so sánh như sau. Tổng kết lại để cho các con dễ nhớ hơn này. Hai đại lượng tỷ lệ thuận chúng ta sẽ có công thức như sau. Là y thì bằng k nhân x, trong đó k khác không. Bên này hai đại lượng tỷ lệ nghịch thì chúng ta sẽ có công thức là y bằng a trên x với hệ số a cũng là khác không. Được chưa nào? Bên này thì là nhân, còn bên này sẽ là lấy hệ số chia cho đại lượng còn lại. Thứ hai đó chính là tính chất. Chúng ta sẽ có tính chất thứ nhất như sau. X1 thì tương ứng với y1, x2 tương ứng với y2, cả ở hai bên, được chưa nào? Cả hai bên đều có tính chất này. Giá trị nào thì tương ứng với giá trị y đó, được chưa? Tính chất số 1 ở bên đại lượng tỷ lệ thuận chúng ta sẽ có là y1 chia x1 thì bằng y2 chia x2 bằng 3 chấm, được chưa nào? Và bằng hệ số tỷ lệ là k. Ở bên này chúng ta sẽ có là hệ số tỷ lệ thì bằng tích x1 nhân y1, x2 nhân y2. Tính chất thứ hai chúng ta sẽ có là đại tỷ số của đại lượng tương ứng đại lượng này thì bằng tỷ số tương ứng của đại lượng kia, được chưa nào? Bên này thì chúng ta sẽ có là tỷ số x1 chia x2 thì bằng nghịch đảo là y2 chia y1, được chưa nào? Các con quan sát cho cô nhá. Chúng ta sẽ có những cái phần này khác nhau. Công thức này, công thức bên này khác nhau. Tính chất ở đây thì tỷ số hệ số tỷ lệ là thương y1 chia x1 hoặc là y2 chia x2. Còn bên đại lượng tỷ lệ nghịch của chúng ta sẽ là bằng tích x1 nhân y1 hoặc là x2 nhân y2. Tính chất số 2 của chúng ta sẽ có là tỷ số tương ứng x1/x2 thì bằng y1/y2. Bên này của chúng ta thì sẽ khác hơn, tỷ lệ nghịch mà. Vì vậy là x1 trên x2 thì bằng y2 trên y1. Các con cùng với cô thực hiện bài tập số 13 trong sách giáo khoa trang 58 như sau. Cho biết x và y là hai đại lượng tỷ lệ nghịch, hãy điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau. Được chưa nào? Chúng ta đã biết x và y là hai đại lượng tỷ lệ nghịch. Vì vậy chúng ta sẽ có một cái công thức biểu diễn về tỷ lệ nghịch, được chưa nào? Đó chính là gì nhỉ? X nhân với y thì bằng hệ số tỷ lệ là a, hoặc công thức là y thì bằng a trên x, hoặc là x thì bằng a trên y, được chưa nào? Thế thì lúc này chúng ta sẽ áp dụng một trong ba công thức này để điền những cái chỗ trống vào trong bảng. Đầu tiên chúng ta đi tìm hệ số a thông qua cột số 5. Chúng ta đã biết cả x cả y thì chúng ta sẽ tính được hệ số a, được chưa nào? Ở đây cô sẽ tính thay số nhá. Thay số vào đây. Thay số thì cô sẽ được a thì bằng 4 × 1.5. 4 × 1.5. Kết quả của chúng ta sẽ là bằng 6. Được chưa nào? Bằng 6. A bằng 6. Bây giờ chúng ta có hệ số tỷ lệ không đổi, vì vậy chúng ta sẽ tính được ở cột thứ nhất ở đây. Cô sẽ viết ở đây là y1 nhá. Y1 của cô thì sẽ bằng a chia cho x1. A chia cho x1 nhá. Thay số này, a ở trên là 6, x1 ở trong bảng của chúng ta sẽ là 0.5. 6 mà chia cho 0.5 thì kết quả là bằng 12, được chưa nào? Tương tự, cô sẽ đi tính y2. Y2 ở đây lúc này cô sẽ thay là bằng a chia cho x2.
mình thay số A ở đây là 6. X2 trên bảng người ta cho là -1.2. -1.2. Kết quả của chúng ta sẽ là mấy nhỉ? 12/10. 60/12. 60/12 được 5. Kết quả ở đây sẽ là -5. Tính được Y2 bằng -5. Tương tự, chúng ta sang cột số 3. Số 3 chống X3, được chưa nào? Chống X3, vì vậy cô sẽ trình bày sang bên này. X3 của cô, X3 thì sẽ bằng là A/Y3. Chúng ta sẽ áp dụng công thức số 3. Ở đây thay số A là bằng 6, Y3 của chúng ta trong cột là bằng 3. Kết quả X3 sẽ được 2. Tương tự sang cột số 4. Cột số 4 thì chúng ta phải đi tính X4 này. X4 thay công thức thì là A chia cho Y4. A là 6, Y4 trong bảng người ta sẽ cho là -2. Kết quả được X4 bằng -3. Cột số 5 chúng ta đã tính được hệ số A, không cần điền gì nữa. Tiếp theo là cột số 6. Cột số 6 chống Y. Chống Y thì chúng ta sẽ tính Y6, được chưa? Y6 thì sẽ bằng là A trên X6. Thay số 6 chia X6, người ta cho bằng 6. Chính vậy Y6 bằng 1, được chưa nào? Lúc này chúng ta sẽ điền tất cả những cái số còn thiếu này vào trong bảng, được một cái bảng đầy đủ như sau, được chưa nào? Y1 bằng 12 ở đây, Y2 bằng -5, X3 thì bằng 2, X4 thì bằng -3 và Y6 thì bằng 1, được chưa nào? Chúng ta được đầy đủ một cái bảng như sau. Tiếp tục với bài tập 12, sách giáo khoa trang 58. Cho biết hai đại lượng x và y tỷ lệ nghịch với nhau và khi x bằng 8 thì y bằng 15. Câu A yêu cầu tính hệ số tỷ lệ. Câu B, hãy viết biểu diễn y theo x. Câu C, tính giá trị của y khi x bằng 6 và x bằng 10. Được chưa nào? Trước tiên chúng ta đi tìm hệ số tỷ lệ ở câu A. Ở đề bài người ta đã cho biết là x và y là hai đại lượng tỷ lệ nghịch với nhau. Chính vì vậy hệ số tỷ lệ chúng ta sẽ viết được là có một cái mối liên hệ là A thì bằng x nhân y. Được chưa nào? Đó chính là hệ số tỷ lệ. Và ở đây người ta có cho biết là khi x bằng 8 thì y bằng 15. Chúng ta thay giá trị là bằng 8 nhân với 15. Kết quả sẽ được 120. Được chưa nào? A bằng 120. Câu B người ta nói rằng là hãy biểu diễn y theo x. Ở định nghĩa chúng ta có công thức biểu diễn hai đại lượng tỷ lệ nghịch. Đó chính là gì nhỉ? Y thì bằng y bằng A trên x. A trên x. Lúc này đi thay số A ở câu trên. Đó chính là bằng 120/x. Chúng ta có công thức biểu diễn y theo x. Được chưa nào? Câu C, người ta nói rằng tính giá trị của y khi x bằng 6 và khi x bằng 10. Được chưa nào? Vậy thì cô sẽ tính như sau. Khi x bằng 6 thì suy ra y bằng, thay bằng công thức ở bên trên này này, được chưa nào? 120/6. Kết quả của chúng ta được y bằng 20. Tương tự chúng ta tính khi x bằng 10. Khi x bằng 10 thì suy ra được là y sẽ bằng 120/10. Chúng ta sẽ tính được là bằng 12. Được chưa nào? Cô có hai câu hỏi trắc nghiệm như sau. Câu thứ nhất, chọn kết quả đúng. Người ta cho hai đại lượng x và y tỷ lệ nghịch với nhau và khi x bằng 4 thì y bằng 10. Tính hệ số tỷ lệ của x đối với y. Hệ số tỷ lệ của x đối với y, các con nhớ lại phần nhận xét, được chưa nào? Hệ số tỷ lệ của x đối với y hay là y với x thì là giống nhau, được chưa nào? Ở đây chúng ta tỷ lệ nghịch nên hệ số tỷ lệ của chúng ta x với y và y với x là giống nhau. Vì vậy chúng ta sẽ có một cái công thức biểu diễn ở định nghĩa, đó chính là A thì bằng x nhân y. Được chưa nào? Đó chính là hệ số tỷ lệ. Thay số là 4 x 10.
Kết quả của chúng ta sẽ là 40. Được chưa nào? Câu hỏi trắc nghiệm số 2. Chọn kết quả đúng. Người ta cho rằng là đại lượng y tỷ lệ nghịch với đại lượng x theo hệ số là 102. Khi đó x tỷ lệ nghịch với y theo hệ số là bao nhiêu? Ở câu hỏi trắc nghiệm số 1 cô đã nhắc rồi đúng không nào? Bạn nào để ý nghe thì các bạn sẽ khoanh được đáp án luôn. Đó chính là sao? X với y tỷ lệ nghịch với nhau theo một hệ số tỷ lệ không đổi. Đó chính là 102. Được chưa nào? Chúng ta đã kết thúc nội dung bài học về đại lượng tỷ lệ nghịch ở đây. Được chưa nào? Các con hãy tóm tắt lại toàn bộ kiến thức của bài học bằng một cái sơ đồ hình ảnh để chúng ta làm sao mà nhớ kiến thức thật là sâu và lâu nhất. Được chưa nào? Và hãy mở cuốn sách ra làm bài tập ngay lập tức để chúng ta khắc nhớ sâu phần kiến thức vừa học. Xin chào. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.